tổng hợp sáng ngày 26 tháng 4. Ông Trump sẽ không quay lại Twitter ngay cả khi tỷ phú Elon Musk mua nền tảng. Ukraine tuyên bố một tân binh đã bắn rơi 3 trực thăng Nga. Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine cho đến khi thắng Nga. Các quan chức Mariupol cho biết vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể mới. Nga nói rằng bây giờ lệnh ngừng bắn khó có thể xảy ra không có thỏa thuận với Nga về hành lang di tản dân thường ở nhà máy Azovstan. Uy lực UAV bóng ma phượng hoàng của Mỹ cấp cho Ukraine Nga sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa S-500 Thị trường chứng khoán trao đảo vì lo ngại thủ đô Bắc Kinh sẽ bị phong tỏa Hơn 50% dầu cọ nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Indonesia Indonesia nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Anak Krakatoa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 26 tháng 4 của DKN TV và sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump sẽ không quay lại Twitter ngay cả khi tỷ phú Elon Musk mua nền tảng. Thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ không quay trở lại Twitter ngay cả khi tỷ phú Elon Musk mua lại nền tảng này và khôi phục tài khoản của mình. Thay vào đó, ông cho biết mình sẽ sử dụng mạng xã hội Truth tạm hiểu sự thật. Tôi không sử dụng Twitter, tôi sẽ ở trên Truth. Ông Trump nói với Fox News vào hôm 25 tháng 4. Tôi hy vọng Elon Musk mua Twitter vì anh ấy sẽ cải thiện nó và anh ấy là một người đàn ông tốt nhưng tôi sẽ ở trên Truth. Truth Social do công ty TMTG thành lập. TMTG là công ty hợp nhất giữa tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump, Trump Media and Technology Group và một công ty mua lại đặc biệt Spark. Vào chiều ngày 25 tháng 4 theo giờ địa phương, Twitter cho biết họ đã chấp thuận lời đề nghị mua đất trị giá 44 tỷ đô la Mỹ của ông Musk. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Ukraine tuyên bố một tân binh của họ đã bắn hạ ba trực thăng Nga ở khu vực miền nam Japurihia vào ngày 21 tháng 4, sử dụng tên lửa đất đối không di động Iklor hay còn gọi Nido. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine đã đăng một video trên Facebook cho thấy các mảnh vỡ của một chiếc trực thăng K-52 của Nga. K-52 là niềm tự hào của không quân Nga, được đặt biệt danh là cá sấu. Đây là một máy bay trực thăng quân sự hai chỗ ngồi của Nga. K-52 là loại trực thăng tấn công hoạt động trong mọi thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm. Có khả năng tấn công và tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, định vị mục tiêu, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất và phối hợp hoạt động của các trực thăng quân sự khác. Nga vẫn chưa có phản hồi về thông tin nói trên của Ukraine. Tuy nhiên, Thống đốc vùng Kursk của Nga cho biết, Ngày 25 tháng 4, tại một khu vực giáp biên giới với Ukraine, máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi. Thống đốc Roman Starovoy viết trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine vào sáng sớm thứ hai ngày 25 tháng 4 tại làng Borovskoye. Ông cho biết không ai bị thương trong vụ việc. Ở một diễn biến khác, Mỹ cam kết hỗ trợ cho Ukraine cho đến khi thắng Nga. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết ủng hộ Ukraine đối phó với cuộc xâm lược của Nga trong chuyến công du tới Kiev. Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 25 tháng 4 tại thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ tiếp tục trong tương lai. Sự hỗ trợ đó sẽ kéo dài cho đến khi chúng tôi có được thành công cuối cùng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết đây là một cuộc gặp rất hiệu quả. Ông Austin cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng nếu sở hữu các trang thiết bị phù hợp. Trong chuyến thăm, các quan chức Mỹ cũng công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 713 triệu đô la cho Ukraine và các nước khác trong khu vực. Khoản viện trợ dành cho Kiev trị giá khoảng 322 triệu đô la, phần còn lại chia cho những nước đã cung cấp vũ khí cho Ukraine việc Mỹ và các đồng minh liên tục đổ vũ khí vào Ukraine khiến Nga tức giận, nói rằng đây là hành động không thể chấp nhận được. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Roshia 24, hôm 25 tháng 4, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng Chúng tôi nhấn mạnh rằng Mỹ đổ vũ khí vào Ukraine là không thể chấp nhận được và chúng tôi yêu cầu chấm dứt hành vi này. Đại sứ Antonov cho biết, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới Mỹ để bày tỏ các quan ngại của Moscow. Ông nói rằng những gói viện trợ vũ khí của Mỹ sẽ làm tình hình thêm trầm trọng và gia tăng nguy cơ xung đột. Quay trở lại với tình hình chiến sự, các quan chức Mariupol cho biết vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể mới. Kính thưa quý vị, các quan chức tại thành phố Mariupol của Ukraine cho biết một ngôi mộ tập thể mới đã được xác định ở phía bắc của thành phố này. Thị trưởng Vadim Bochenko cho biết, nhà chức trách đang cố gắng ước tính số lượng nạn nhân trong ngôi mộ tập thể cách Mariupol khoảng 10 km, tương đương với khoảng 6 dặm về phía bắc. Các bức ảnh vệ tinh được công bố trong nhiều ngày qua đã cho thấy những gì có vẻ là hình ảnh của những ngôi mộ tập thể khác. Mariupol đã bị tàn phá bởi giao tranh ác liệt trong hai tháng vừa qua. Việc chiếm được thành phố này sẽ tức đi một cảng quan trọng của Ukraine và cho phép Moscow thiết lập một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea mà nước này đã chiếm từ Ukraine vào năm 2014. Ở một diễn biến tương tự, Nga nói rằng bây giờ lệnh ngừng bắn khó có thể xảy ra. Một phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 4 nói trước hội đồng rằng ngừng bắn ở Ukraine không phải là một lựa chọn tốt vào lúc này. Ông Dmitry Polyansky, phó đại diện thường trực thứ nhất của phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết. Chúng tôi không nghĩ rằng ngừng bắn là một lựa chọn tốt ngay bây giờ vì nó sẽ mang lại lợi thế cho các lực lượng Ukraine khi họ có thể tập hợp lại và tiến hành nhiều hành động khiêu khích hơn nữa như ở Bucha. Ukraine cho biết Nga đã thảm sát hàng trăm thường dân ở Bucha, trong khi Moscow luôn bác bỏ cáo buộc, nói rằng đây là hành động khiêu khích của Kiev. Ngày hôm qua, đài truyền hình nhà nước Ukraine dẫn thông báo của công ty đường sắt quốc gia cho biết, 5 ga đường sắt tại miền Trung và Tây Ukraine đã bị quân Nga tấn công trong ngày 25 tháng 4, vẫn chưa rõ thương vong. Hãng tin AP dẫn lời ông Oleksandr Kamenshin, đứng đầu công ty đường sắt Ukraine, cho biết các cuộc tấn công diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Theo báo cáo của Ukraine và Nga, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine trong ngày 25 tháng 4, với còi báo động không kích vang lên suốt 2 giờ liền trong sáng cùng ngày. Thống đốc vùng Vinnytsia ở miền trung Ukraine, ông Shekhiborzhov cho biết có thương vong sau các vụ tấn công bằng rocket vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực, song vẫn không có con số cụ thể. Hiện chưa rõ các cuộc không kích bằng rocket này có liên quan đến các vụ tấn công 5 ga đường sắt nói trên hay không. Ở một diễn biến có liên quan khác, không có thỏa thuận với Nga về hành lang di tản dân thường ở nhà máy Azovstan. Phó Thủ tướng Ukraine bà Irina Vereshchuk cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về một hành lang để di tản dân thường khỏi nhà máy thép Azovstan ở Mariupol. Trên Telegram hôm 25 tháng 4, bà Vereshchuk cho biết hôm nay phía Nga một lần nữa thông báo về sự tồn tại của hành lang nhân đạo để dân thường rời Azovstan. Điều này có thể tin được nếu người Nga đã không phá vỡ hành lang nhân đạo nhiều lần trước đây. Phó Thủ tướng Vereshchuk nhấn mạnh rằng, Tôi biết mình đang nói gì, bởi vì thay mặt tổng thống, cá nhân tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán như vậy và tổ chức các hành lang nhân đạo. Điều quan trọng là phải hiểu rằng hành lang nhân đạo được mở theo thỏa thuận của cả hai bên. Hành lang được công bố đơn phương không cung cấp an ninh và do đó trên thực tế không phải là hành lang nhân đạo. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua thông báo, lực lượng của họ cũng như lực lượng vũ trang của Cộng hòa tự xưng Donetsk sẽ ngừng bắn ở thành phố Mariupol, miền Đông Nam Ukraine trong khoảng thời gian từ 14 giờ theo giờ Moscow để mở hành lang nhân đạo cho dân thường ở nhà máy thép Azovstal di tản. Tướng Mikhail Mijinchev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Liên bang Nga, nói rằng các đơn vị vũ trang sẽ rút quân với một khoảng cách an toàn và duy trì lối thoát cho dân thường từ khu vực được thông báo theo bất kỳ hướng nào mà họ lựa chọn. Moscow tuyên bố đây là một hành động thiện chí. Tin tiếp theo Uy lực UAV bóng ma phượng hoàng của Mỹ cấp cho Ukraine Trong thời gian gần đây, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tăng cường vận chuyển vũ khí tới Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến vẫn căng thẳng. Trong gần 2 tháng nổ ra chiến sự, Ukraine đã sử dụng hàng loạt vũ khí phương Tây để nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga, như tên lửa phòng không Vakvai Stinger, tên lửa chống tăng Javelin hay các UAV Bayraktar TB2 Switchblade. Đặc biệt, mới đây, hơn 121 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost tạm dịch bóng ma Phượng Hoàng sẽ được cung cấp cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ. UAV Phoenix Gold là phiên bản nâng cấp của Squid Blade do Aero -Virman phát triển cho mục đích do thám và tấn công cảm tử khi cần thiết. Phát ngôn viên của ngũ giác đài John Kirby cho biết, loại vũ khí này chính là một nền tảng hoàn toàn mới, được phát triển nhanh chóng và đặc biệt dành cho Ukraine. Phoenix Gold được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quân sự đặc biệt của Kiev khi nước này cố gắng kháng cự lực lượng Nga ở khu vực Donbass. UAV này có thiết kế tương tự như máy bay không người lái cảm tử Squid Blade mà Washington đã cung cấp cho Ukraine. Phoenix Gold có thể sử dụng cho mục đích trinh sát và cả phá hủy các mục tiêu giá trị cao. Một máy bay cảm tử phá hủy mục tiêu bằng cách lao vào mục tiêu và phát nổ. Với đặc điểm này, nó được coi là một loại vũ khí chiến thuật. ưu điểm của UAV Squid Blade chính là nhỏ gọn và có khả năng cơ động cao. Nó có thể phóng từ ống phóng cầm tay nhỏ gọn và có thể được khai triển ở bất kỳ vị trí nào mà không cần phải chuẩn bị từ trước. UAV Squid Blade 300 nặng khoảng 2,4 kg, phạm vi hoạt động khoảng 10 km thời gian hoạt động liên tục khoảng 15 phút. Phiên bản Squid Blade 600 nặng gần 25 kg, tầm hoạt động khoảng 40 km và mang theo đầu đạn nặng gần 15 kg. Hiện chưa thể xác định loại Phoenix Ghost chuyển giao cho Ukraine là loại phiên bản nào. Tuy nhiên, máy bay không người lái cảm tử đã cho thấy hiệu quả cao trong các cuộc xung đột hiện đại. Những UAV cảm tử rất dễ sử dụng và có chi phí thấp. Ở một diễn biến đối lập, Nga sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa S500. S500 Promety là hệ thống phòng thủ tên lửa di động mới nhất của Nga, do tập đoàn Almaz Anti sản xuất, có phạm vi hoạt động lên tới 600 km. Hôm 25 tháng 4, đại Sputnik của Nga cho biết, tổng giám đốc Almaz Anti, Yan Novikov thông báo, hệ thống phòng không tên lửa S500 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ông Novikov nói với tạp chí Quốc phòng Nga Nanaya Oborona rằng quy trình sản xuất hàng loạt S-500 đã sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ ở trong nước. Khả năng chiến đấu của hệ thống này vượt xa đáng kể so với các hệ thống vũ khí phòng không và cả hệ thống tên lửa phòng không trước đó. Người đứng đầu Almas Anti bảo đảm rằng hệ thống S-500 sẽ được chuyển giao cho quân đội theo đúng thời hạn đã định. Bên cạnh đó, ông Novikov cũng bình luận về hệ thống S-350 Vityas, Phiên bản nâng cấp của S300 đã bắt đầu được đưa vào biên chế cho quân đội Nga và chào bán ra nước ngoài kể từ năm 2020. Từ tháng 9 năm 2021, khoảng 30 chiếc S500 Promete đã được trang bị cho quân đội Nga. Ngoài khả năng nhắm vào các mục tiêu trên không truyền thống, cũng như tên lửa hành trình và đạn đạo, Promete còn được cho là có khả năng chống lại vũ khí siêu vượt âm. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc thị trường chứng khoán trao đảo vì lo ngại thủ đô Bắc Kinh sẽ bị phong tỏa. Kính thưa quý vị, hãng tin BBC cho hay thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt xuống giá sau sự sụt giảm mạnh mẽ ở thị trường châu Á do lo ngại các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu. Chính quyền Bắc Kinh đã khai triển xét nghiệm hàng loạt ở một khu vực của thành phố sau khi xuất hiện một đợt bùng phát nhỏ về số ca lây nhiễm. Tuy nhiên có những lo ngại rằng thành phố thủ đô có thể theo chân Thượng Hải bằng việc thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Hôm 25 tháng 4, chỉ số cổ phiếu FTSE 100 của London đã giảm 2,2% và thị trường chứng khoán ở Đức và Pháp cũng đã giảm sau khi chỉ số Shanghai Composites của Trung Quốc giảm hơn 5% trước đó. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông kết thúc ngày giao dịch với mức giảm 3,7%. Trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm gần 2%, Chujana Streeter, nhà phân tích thị trường và đầu tư tại Hargreaves Lansdown cho biết, tai họa của Covid vẫn tiếp tục với việc Trung Quốc kiên định trong chính sách không khoan nhượng của mình. Khi số ca nhiễm bùng nổ ở Bắc Kinh, có lo ngại rằng việc phong tỏa kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc làm và dẫn tới tăng trưởng chậm lại, cũng như châm ngòi cho các ứ động trong vận chuyển và cả các vấn đề về chuỗi cung ứng. Giá dầu cũng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ hai 25 tháng 4, với dầu Brent giảm 4,7% ở mức 101,41 đô la một thùng trước triển vọng giảm nhu cầu từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Các công ty dầu mỏ khổng lồ như BP và Shell đã chứng kiến giá cổ phiếu của họ giảm trong phiên giao dịch vào hôm thứ Hai. Cổ phiếu của các công ty khai thác lớn như Anglo American, Glencore và Rio Tinto cũng nằm trong số các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất. Trong phiên giao dịch đầu ngày, Bắc Kinh với dân số hơn 21 triệu người đã báo cáo một số ít trường hợp nhiễm mới COVID-19, nhưng chính quyền Trung Quốc từ lâu đã áp dụng chính sách không COVID-19 nghiêm ngặt. Cuối tuần vừa qua, một số người dân Bắc Kinh được thông báo rằng họ cần phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 3 lần một tuần. Bà Bàng Tinh Hỏa, phó giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh, nói với tờ China Daily rằng số ca nhiễm ở Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tiếp theo. Tại Thượng Hải, nơi có một đợt bùng phát mới cách đây vài tuần, đã chứng kiến hơn 400.000 trường hợp được ghi nhận cho đến nay và 138 người chết vì COVID-19. Một số nhà máy ở Thượng Hải đã khởi động sản xuất trở lại. Cùng với các công ty như nhà máy ô tô điện Tesla được cho là yêu cầu nhân viên phải làm việc theo hệ thống khép kín, nghĩa là họ phải ăn và ngủ tại nhà máy. Một diễn biến khác liên quan đến Trung Quốc hơn 50% dầu cọ nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Indonesia. Kính thưa quý vị, mới đây, tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố ngừng xuất khẩu tất cả dầu ăn và nguyên liệu thô từ dầu cọ kể từ ngày 28 tháng 4 sắp tới. Theo báo cáo, 52% lượng dầu cọ nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Indonesia. Dầu cọ thường được sử dụng để sản xuất dầu ăn, thực phẩm chế biến và thậm chí là cả các mặt hàng như mỹ phẩm và nhiên liệu sinh học. Dầu cọ của Indonesia chiếm hơn một nửa nguồn cung toàn cầu. Với Trung Quốc và Ấn Độ là các nhà nhập khẩu chính của dầu cọ Indonesia. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, các nước chủ yếu mà Trung Quốc nhập khẩu dầu cọ trong quý 1 năm nay là Indonesia và Malaysia. Trong đó, 258.300 tấn dầu cọ được nhập khẩu từ Indonesia, chiếm tới 52% và 242.800 tấn dầu cọ nhập khẩu từ Malaysia chiếm 48%. Ngay khi lệnh cấm này được đưa ra, nó đã lập tức gây ra một cú sốc lớn trên thị trường thực phẩm toàn cầu, giá dầu cọ và chất béo quốc tế tăng mạnh. Giá của ba loại dầu và chất béo chính ở Trung Quốc đều tăng mạnh. Vào tối 22 tháng 4, giá dầu đậu nành tương lai của Mỹ nhanh chóng tăng lên mức cao kỷ lục. Giá dầu tương lai trên sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (CBOT) tăng vọt với điểm chuẩn có thời điểm tăng khoảng 4,5% trong phiên lập mức cao kỷ lục là 83,21 sen. Sau khi mở cửa giao dịch, ba loại dầu mỡ chính đã tăng giá trên bảng xếp hạng. Dầu cọ đã có lúc tăng hơn 7% và dầu đậu nành, dầu hạt cải tăng hơn 3%. So với quy mô nhập khẩu dầu cọ, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc để sản xuất dầu đậu tương lớn hơn. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc năm 2021 là 96,52 triệu tấn với giá trị nhập khẩu là 53,5 tỷ đô la Mỹ và thời gian dài nước này sẽ phụ thuộc vào nước ngoài trên 80%. Giá dầu đậu nành quốc tế đã tăng gần 50% trong năm nay, trong khi giá dầu cọ tăng gần 40%. Giá dầu ăn trong nước Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng do hạn chế xuất khẩu ở Indonesia. Indonesia nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Anak Krakatoa. Kính thưa quý vị, nhà chức trách Indonesia ngày hôm qua 25 tháng 4 đã nâng cảnh báo đối với núi lửa Anak Krakatoa lên mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp độ của nước này. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi núi lửa này phun trào trở lại, gây ra cột cho bụi cao tới 3.000 mét. Trước đó, nhà chức trách Indonesia cũng đã ban bố mức cảnh báo cao thứ ba đối với núi lửa Anak Krakatoa liên quan đến những hoạt động địa chất mạnh mẽ tại khu vực này hồi tháng trước. Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, giám đốc Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa của Indonesia, ông Hendra Gunawan khuyến cáo người dân phải tránh xa khu vực có bán kính 5 km tính từ miệng núi lửa đang hoạt động. Ông Hendra Gunawan đồng thời cho biết, các chuyên gia đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng khí thải carbon dioxide tại khu vực này. Cụ thể, núi lửa Anak Krakatoa đã phả ra 68 tấn CO2 vào ngày 15 tháng 4 nhưng chỉ hơn một tuần lễ sau vào ngày 23 tháng 4 con số này đã lên tới hơn 9.000 tấn lớp cho bụi từ núi lửa Anak đã bao phủ vùng eo biển chia cắt đảo Java và đảo Sumatra giới chức địa phương đã ban hành cảnh báo khuyến nghị người dân ở khu vực xung quanh đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà mặc dù vậy nhà chức trách cho biết người dân sống tại các hòn đảo gần đó không phải đi di tản và tuyến đường biển bận rộn từ cảng Merak của Java đến cảng Bakauheni của Sumatra không bị ảnh hưởng. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có hoạt động địa chất dày đặc nên thường xuyên phải chứng kiến động đất hoặc núi lửa phun trào. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 26 tháng 4 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại